Hi, xin chào các bạn, mình đã quay trở lại đây. Hôm nay mình sẽ show cho các bạn coi là cái giá của cái vợ chị tôi nha. Ở đây đồ ăn khá là ngon. Như đây, chả cá, gỏi nè, salad. Đặc biệt là gỏi cuốn người ta làm ngon lắm luôn á. Đây, phở. Phở thì có tô lớn, tô nhỏ, tô vừa. Tô lớn nhất là gần 15 đồng. Bữa tái viên thái gân, tái chín, tái nặng. Đó, bên này là cơm, cơm tấm. Cơm tấm đặc biệt. Cơm tấm sườn bị chả nè, đầy đủ luôn, không thiếu gì. Cơm chiên dương châu. Đó, đầy đủ. Như đây bún, bún bò Huế, bún bò nướng. Bánh canh cua, canh bún. Ồ. Canh bún là bún cà ri gà, bún măng vịt, đầy đủ luôn. Nhắc đến cái thèm măng quá trời. Đây là hủ tiếu. Rồi mì, mì xào, mì này kia. Mì trộn. Ngon quá trời luôn, đồ nhậu nữa. À, đồ biển. Lẩu. Đứa thực đơn khá là phong phú đấy nha. Thức uống nè. Mà không có trà sữa. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye.